Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức số 294, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra phiên họp của Ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo để chuẩn bị cho chương trình lễ công bố mã số tiêu chuẩn quốc tế xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ ISSN cho tạp chí Văn hóa Phật giáo. Lễ ký kết hỗ trợ chuyển phát thư tín giữa tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng sự kiện ra mắt thành viên ban biên tập. Chứng minh và tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Thư ký tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo, Tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo. Đại đức Thích Minh Ân, Phó tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, trị sự tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo, cùng chư tôn đức và các thành viên ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo đồng tham dự. Phát biểu tại phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tán dương công đức các thành viên trong ban biên tập đã xuất bản thành công số tạp chí 352, đồng thời triển khai phương hướng hoạt động sắp tới của tạp chí Văn hóa Phật giáo, đặc biệt là chương trình lễ công bố mã số tiêu chuẩn quốc tế xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ ISSN cho tạp chí Văn hóa Phật giáo. Lễ ký kết hỗ trợ chuyển phát thư tín giữa tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng sự kiện ra mắt thành viên ban biên tập. Đây là sự kiện quan trọng trong việc phát triển tạp chí Văn hóa Phật giáo trên bước đường xiển dương chân lý Phật Đà, tuyên truyền những giá trị tốt đẹp về tư tưởng Văn hóa Phật giáo. Tại đây, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cũng đã có những chia sẻ. Theo Thượng tọa, sự kiện ra mắt ban biên tập lần này là sự kiện đặc biệt quan trọng, góp phần đánh dấu sự phát triển tạp chí Văn hóa Phật giáo. Sự kiện sẽ có sự quan lâm tham dự của Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như các quý vị lãnh đạo, các đại biểu khách quý, các cơ quan thông tấn báo chí và quý Phật tử là doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp. Phát biểu triển khai kế hoạch chi tiết cho sự kiện sắp tới, Đại đức Thích Minh Ân cho biết, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức, từ khâu tiếp đón, trang trí, văn nghệ, tất cả đã phải được lên kế hoạch sao cho thật chu đáo, chỉnh chu nhất. Dịp này, các thành viên ban biên tập cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho sự kiện sắp tới được diễn ra thành công viên mãn. Được biết, chương trình lễ công bố mã số tiêu chuẩn quốc tế xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ ISSN cho tạp chí Văn hóa Phật giáo, lễ ký kết hỗ trợ chuyển phát thư tín giữa tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng sự kiện ra mắt thành viên ban biên tập sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Canh Tý tại hội trường lớn khách sạn New World số 76 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ cúng dường của lãnh đạo khách sạn New World.